Mình xin chào cô chú anh chị các bạn. Chúc cho cô chú anh chị các bạn ngày mới luôn vui vẻ và thành công trong công việc nha. Ngủ đi sao? Ngủ đi nha. Rồi, hồi nãy mình có đi chợ Vĩnh Long á, chợ lớn Vĩnh Long á, mình mua một ký mấy tôm về mình làm món mới đãi cả nhà ăn nha. Nãy sống nên bỏ trong bịch nãy giờ nó ngợp hết chết rồi. Rồi mày rửa mấy tôm mới nhìn con. Hôm nay còn nóng không? Nay còn nóng rồi. Không món mới. Nay thầy sướng không món mới hả? Món mới. Đừng có đâm tay nữa. Ừ. Rồi, bây giờ mẹ lột bắp ra. Bắp á, hồi mẹ chặt con nha, làm hai rồi. Làm hai thôi. Sáng mang ký mà luôn hả? Hả? Mang ký luôn hả? Mình bán trái 10 ngàn bốn trái. Nhiều bốn trái. Ờ, cái này cũng thích thế à. Cái này ngon quá. Rồi giờ mình để củ hành vô cái nồi nước rồi. Xong mình bỏ thêm một củ bơ nữa đi. Bơ Trường An. Cái này chắc mình để nửa hũ thôi. Nửa hũ rồi. Con mèo lại đứng đây nữa. Rồi bây giờ mình cắt cái bịch bột này nè, mình để vô nấu. Để khoảng chừng tổng tới nữa bịch được nhiều quá. Để ít thôi. Tại mình nấu này ít chứ không có nhiều. Rồi mình chế khoảng nửa bình nước chốt này vô. Chốt kem. Ở đây mình có thêm một cái hot dog nữa. Giờ mình cắt ra mình để vô luôn. Cắt cho nó ngắn rồi. Mình muốn ăn cái này ăn lạc xưởng hay gì xúc xích hay là gì cũng được. Nhưng mình có này mình để này vô. Rồi mình mới đổ lại cái nồi kia nhỏ quá, rồi mình để tôm vô nữa thì nó sẽ không hết.
Nắng nóng này cho nó gọng gã luôn. Giờ mình cắt thêm cam mình nặn vô. Miếng cam quá ngon luôn. Mình lấy cái hộp ra cái. Rồi mình sẽ nặn thêm một trái cam vô. Nè, cam sầm. Ra bên đây mình nấu cũng không có đủ cái gia vị. Mình chỉ nấu có cái gia vị nào mình nấu gia vị đó thôi. Rồi giờ mình để thêm cái nước nước này vô thêm miếng nữa. Cái chai này. Chai này nó hơi cay nên mình ít thôi. Cay quá sợ ăn không được. À, giờ để mình nêm thử à, nãy giờ mình chưa có để hương vị vô thêm. Để mình nếm thử coi vừa ăn chưa, chưa vừa thì mình bỏ bột nêm vào vô. Hôm nay cũng vừa ăn rồi. Mình khó để gì nữa. Vừa ăn rồi. Bây giờ mình sẽ để tôm vào. Để bắp tôi luôn. Cho nó chín. Trời ơi, bắp. Bắp này bữa nay chắc mình lỏng hết trơn. Xương gan. Xương gan. Cái món này là mình làm đầu tiên luôn. Không biết kết quả sẽ ra sao đây. Thấy cũng ngon rồi đó. Giờ mình vớt bột. Rồi biết rồi, thành phố về thấy ngon. Phố Vĩnh Long hả? Phố Vĩnh Long. Đó, con mèo nghe mùi rồi đó. Mèo bị hay quá mèo. Nghe mùi rồi biết, mèo biết ngon rồi đó. Này, nhìn thấy cũng hấp dẫn quá. Bỏ bơ vô. Bỏ bơ ít thôi. Ủa, ít thôi hả? Ít à. Ít quá con. Hủ à? Nửa hủ à. Mình để cho tan ra hấp bơ cho mình để tỏi vô. Này là món mới cho bà Trung nè. Này hãy xuống nhiều biết. Một tỏi hả? Ừ. Thêm cái gì đó nó cay nè. Thôi thôi cay lắm.
miếng là gì con này? Tương cà. Tương cà. Vậy là bỏ gì vô nữa? Thì đem đi vừa ăn rồi, rồi cái thời bỏ vô tôm lắc trộn. Lắc hả? Trộn. Tưởng đâu làm tôm lắc chứ. Trộn điều vô này. Wow. Hôm nãy giờ hai có bắt tiếp bên đây nữa hả? Con. Không hay luôn. Đó hay lột hay làm gì? Thì ơi, sao lột? Nấu rồi sớm giờ. Nấu. Nấu rồi giờ vớt cái ra. Ừ. Bỏ đó. Con này con sụ nó nằm. Ở đây nó nóng nực quá, xuống đây nó nằm cho nó mát. Sụ. Tôm, cà bắp, có gì nữa hay? Hết rồi hả? Bắp đó. Quá chừng đực đó. Bắp để cho sao mà. Trời hầm quá trời mà, con sụ nó xuống mấy sông nó ngủ luôn. Trộn với nước sốt rồi. Có xúc xích nữa. Mình thấm đường tôm đi cái mình bỏ bắp vô luôn. Đó, chơi một đũa ba con. Bỏ bắp vô luôn. Nồi luôn. Rồi mình đã ra thành phẩm được, giờ ăn thử làm sao đây. Rất đẹp. Nhìn rất là hấp dẫn luôn mà không biết ăn nó ngon không đây. Cái bắp này mình lấy ra cái nó bị teo rồi liền, mau teo quá.
chứ còn mấy chai bia mà ăn không uống bia thì nó khó chịu lắm. Tại con làm cũng hơi mặn mặn rồi, uống bia được các bạn. Khó chịu. Mà biết con làm heo hơi mặn nữa. Ăn hỏi luôn á. Rồi thì mời cả nhà cùng ăn tôm super. Tôm super hả? Tôm super có hai sướng làm thử coi. Trời lắm không dính thứ ơi. Dễ dính. Nực quá. Quá nực luôn. Nè, cho con tôm đi, ăn thiệt luôn á. Gắp được bắp đại đi. Gắp cái rau đó. Mời cả nhà, vô cả nhà đi. Ủa mà nấu chiếc ăn sao ha? Sao? Dưới đi. Trước đừng ruột cái lên coi. Thơm bơ, thơm bơ mà thơm mùi ớt cho nữa. Cái gì vậy Dung? Cái nó chai mẹ rồi nè, chưa cắn được cái nào luôn. Vậy mới ngon á. Ăn con thứ ba chắc hết cay quá. Hết cay luôn. Sao còn cay nữa? Hết cay. Này. Em cãi vô hai ơi. Cãi vô nè. Cay quá. Cay nó mới ngon á. Rồi thêm cải xanh. Siêu cay. Ngoài cay hả? Siêu cay rồi. Hôm nay là siêu cay rồi. Lâu lâu xuống làm cho ăn nữa. Siêu cay thà luôn. Nút cái phần vỏ ngoài. Cay. Ngoài bạn đang ăn vỏ ngoài, vỏ ngoài cay. Ăn nước không? Nó cái ớt này nó không bị nó cục, còn như ớt cái cay nó cay á là bị nó cục. À đến hai vô ăn con cay không nha. Chứ con ăn thua rồi. Thua hả? Thua hả Dung? Thua. Cay quá thì cay, chị nóng nực mà ăn cay nữa. Cái nhà. Cắm tìm con nữa. Con nó thích cay chứ không? Nấu cay đâu à. Ngon ngon. Bảy anh gì hít hà chứ bảy? Đã. Đã phải không? Lên đâu lên ổn mới ra cái cải gì. Ăn đâu mà bảy ơi. Đi ngọt hả? Đâu. Siêu cay luôn á. Siêu cay. Đúng rồi, con nhỏ mà sao mà nó lộn giống hả? Đó, nó gấp không? Gấp mồi. Ngọt giống như cái này nè. Ăn đi. Ăn đại đi, xúc xích. Ủa, thường phải ăn cay dữ lắm mà. Cay này chấm với ớt xanh vô nữa là nó mới cay. Ồ, bữa nay bữa bảy còn la cay nữa mà. Tôm lộn vào bên trong thôi. Ở ngoài nó mặn. Rồi còn được 4 con tôm nữa là xong. Ghê vậy bấy. Cũng đi Sài Gòn làm như tay dơ vậy. Hơn cắn hổ nữa. Thôi, con gạch này để em. Tôm gạch. Dạ. Hai con này nữa nè. Trời sáng đi mà chạy cua không bán không trời. Chạy anh Long có con xe không? Cây sen mình nó tự nhiên nó mọc ra đây cái lũng cái lu mình luôn. Nó lên được cái lá non. Lũng xì luôn. Mình cũng xin kết thúc clip nha cô chú anh chị các bạn. Hẹn cô chú anh chị các bạn clip tiếp theo nha.